你整夜没来，我没等待就包费能够负责发泄我负病把病友这班口来就中断把噩梦 I am one 没包场紧张做我没冲梦满带没包噩梦喊可搞淡中开路边路不爱bạn nhau cần cất cung cử muốn sẽ thay đến ná liền cần ai tình nóng pa nóng dễ xuân phát xuân bó khăm hồi khăm pu hắc cần tao thâu đong đó toàn pa mơ chóc lầu trong muôn tan trăng trong phùa mía mơ mi lu mi tàu to cần toàn nà phong mê mưa ni bên phùa bên Âu nọng nơ, hát âu cằn nơ Bên phùa mía suốt chua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sức khỏe của cô dâu nên là chị dâu đã lên thay cô dâu đúng không ạ? Vâng, những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho loài bạn trai của chúng ta nào, quý vị ơi. Hình dung chị gái của cô dâu là cô dâu đi đúng không ạ? Vâng, một lần nữa một tràng pháo tay để chúc mừng nào, quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Như vậy là hai nhân vật của chúng ta đã có mặt trên sân khấu của chúng ta rồi. Đây là cặp đôi trai tài gái sắc. Và để tỏ lòng thành cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý thì xin mời hai em sẽ cúi đầu một cái thật sâu đi ạ. Trân trọng kính mời. Sao mới phục về của mình già, sao mới phục về tà về mai, mất tật là ngon lấy đồ tàu là nơ, khiến mất cái sân khấu ơn nả cho nuôi cho làn lấy bấu bà mẹ à em ơi, sao mới à em học cần tố mưu trong tọt phút giờ tận đây khiến mất cái sân khấu ơn nả bà mẹ à em tôi cần tìm xin mừng sao ơi. Cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, quả đúng thật là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ đúng không ạ? À? Gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Cô dâu chú rể của chúng ta có được ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay là nhờ đến công an sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ. Và cũng là ngày trọng đại này thì chúng ta không thể thiếu được những người làm mẹ làm cha. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu để cùng chào đón đại diện hai bên gia đình. Dạ vâng, về phía là diện có bố bà Văn Tiêu và bà Quan Thị Chiêu là thân sinh cùng báu của chú rể đẹp trai Văn Ngọc. Ông bà sẽ di chuyển lên sân khấu để đứng cạnh con trai yêu quý của mình đi ạ. Vâng, về phía là diện gia đình họ nhà gái có anh Quang Văn Cấp và chị Quang Thị Hưởng là anh chị của cô dâu sẽ di chuyển lên sân khấu để đứng cạnh em gái xinh đẹp của mình đi ạ. Trân trọng kính mời. Quan trọng của chúng ta đã có mặt đông đủ trên sân khấu tình yêu rồi. Một lần nữa, để khắp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể chúng ta sẽ cúi đầu một cái thật sâu đi ạ. Một cái cúi thay cho lời chào xin được bắt đầu. Sắc sắc phúc của mẹ, ai em tinh cầu tinh xin mừng sao. Ngay xuất khởi bàn tổ chức xuất khởi cho ông Lô Lạt ấn ở của mẹ, ai em tinh cầu tinh xin mừng sao. Sở chấp thông môn hộ của ta, hợp tác các ngành chính viên xã biệt tuổi trầu thầu kế chủ quân an đà, tái tăng ngang dường chủ, nghiên hỏa lan to sổ văn đã thể hiện viên sức sản là bàn tàn ó biệt trời. Sức văn ảnh viên già, ảnh tái nai hô, cò tất bạc của trời nặng sầu tức trật tà, cò bác ca bác hồ, bác sứ bác phải ở tàu bốn nước nà bốn tà lượm, bốn ăn đớp một đông, một đường đớp một nơi, cò trắng khảo hoa mòn, nát trường sứa, cò trắng hai mươi bao nhờ mười nhưng mà thả họ đường cong, cò trắng chết băng sòng triền, sàm triền, thứ bắt đầu nở hổ xình, bắt tròi xình truyền hình nà, nụ phân tinh, cò trắng dược được xào, bác mẹ. Cùng tay của trắng sao biển báo chẳng có tác phẩm đề bày tất là gần vượt đề nào xa đề báo cửa rất ngang ngọc rất ngang cửa trắng khí mang thất lòng và lầm em mang thất ngắp ở đây khi sài gòn và đường sửa cực kỳ bây giờ gì sẽ lo vượt phẩu tới tính tàu và dành tay của vườn sẽ là bấy mà bấy tết tà hàm bất nhà đúng bà và bốc phân con trai nhờ tóc xiềm con xiềm bó sẽ ủ phú hô bó sòn tay ế lầy lờ tùy trời bó bí phở nhẫn nhong ả đồng khó mất hình tại hiện thứ trời tàn con tàn tiền con tây các hàng sát trắng nhã cỏ trắng mát cỏ và cọp quay đằng đồ tàu là đáp ấy tết khả tết khả đồ tết cha đồ tàn xuống tàu ngọc sầu cất đồ tủ phù hài tại hề đi rất xì xà phò rất xấu ngọc cháu tàn đồ dung sủng nhau ai nơi đầu bằng té cờ xa món cô già tàn đai hơi ba ảnh quốc gia cỏ trắng xì xà xá này thì phả hống khẩu ngát là lưng phun xé tàu bằng ca phun phát tàu bằng hồng nhòm già món nơi này tàn ai cờ bố bao còn trắng khử thứ nhất chân tật khứ bà mẹ à em ơi hát vào bà mẹ một lúc một tà hát bác cái tức chân thần sẽ à sa tật phát xuống bề đồi rất đời thủ bền cừu rất cổ kim hát vào bài cửa bếp mẹ nền cửa hết biếng định điện cửa bếp là khang tàu bếp là gian hết là sàng khóc khẩu nó na xin khóc bà nó năm sàng bà mẹ à em ơi hát vào tàu bếp khẩu bóng hoa bà mì lỡ hát vào sa bón bóng 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 già qua cửa phủ tật tiền bóng mi phủ tây em
bắt đầu được biết rằng nào biết rằng phụ bệ hạ mã số vi của tây quân tương lai của gia bảo bệ hạ tà nay tà ngay của tất cả vùng sông áo đường tàu là vẫn tốt hơn phần khẩu vẫn tất cả mã của sang bung giá và còn tất bắt cái đường đà khả cái đường tìm đất là cái tàu là cờ bạc đất là cái tàu là cờ sài đất của tàu của cao một phần cờ bạc cầm quân còn tất biết chuyện lớn tất bắt thành chuyện đành giữa hà đời còn tất là cáo đường mây của mẹ ải đằng phòng cao và tờ tất đường đồ bán tất tỷ cặp tờ mà pha đầm tay cái đồ tờ báo điểm nào mong mỏi biết là mong mong quan mong phàng mất thành và còn này lắc mong giải cơ ta đâm tươi sờ đi điều kiện có sòng cho hải sang không biết đồ tàu là ra hồi đằng thủy hạc banh bà mẹ à em ơi khách xuất khởi cờ cũng biết sờ gần xa ở khắp tờ bà mẹ à em ở và tài tất đờ phong về bắc bản bắt tụ bắt tăng ba đồ sàn đàn khỏi sò nhong phá ba bà mẹ à em ông cần hào cần khăn và dương và cờ xiềng sắp ở sờ sắt đờ chết nó lại sẽ rất thần và cờ hàng biết đi lại và cờ bà khởi rất đờ máu và cờ thấp ở chất đờ thành quà và cờ lý muốn là bà muốn nữa trên sàn này cai sàn bền với lớp bà mẹ em tất cả dưới trên bước sau nữa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trải qua những năm tháng tìm hiểu và yêu nhau thì cô dâu chú rể của chúng ta đã quyết định đi đến hôn nhân trên cơ sở của một tình yêu trang trọng chất thật và hoàn toàn tự nguyện. Để rồi hôm nay đây, hôm nay sum họp chúc mai tình trong một thất nghĩa dày trăm năm, lôi ta như ánh trăng rằm sáng soi muôn thuở ngàn năm vẫn còn, đúng không ạ? Dạ vâng, hôm nay được xem là ngày thật lành tháng thật đẹp, ngày 19 tháng 2 năm 2024 tức ngày 10 tháng 1 năm Giáp Thìn. Vâng, được sự đồng ý của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu chú rể và đặc biệt là sự chứng kiến của đông đảo quý vị quan khách của chúng ta ở xin được trình trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Văn Ngọc Sánh Xuyên cùng cô dâu Thị Phú Văn Ngọc xin chính thức bắt đầu. Vâng, những tràng pháo tay của quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể hãy nở ra những nụ cười thật tươi đi ạ. Chúng ta đã chính thức về chung một trà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối, chung giường, chung chăn. Chúc cho em cuộc sống sang giàu, tốt thành doanh tài đẹp đồng mẹ cha. Chiếc bà mẹ chiếc bên ông hai sườn, cái này sọc hồng hâu cửa mắt gọt má hòm. Hãy mẹ ba bên cô sứ đôi, bên cua bên mẹ đâu cửa ba mớ. Hãy xung khỏi cửa báo mi sở hàng xưa, sao chúc hở sống nồng cầm mặt phạt cặt. Mi đồ nhanh trai nàng cần nất sống nồng hơ, sao chúc hở sống bên thông xa hơ. Mau cháu sang năm thì sẽ sớm được đón con cháu ngoại và cháu nội ạ. Vâng, những tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúc mừng cho hai bên thông gia của chúng ta đã có thêm Sể Thảo và Giao Hiền đó ạ, quý vị ơi. Sao mẹ em vào cần tôi muốn xin nhớ xin luôn tươi này, bố mẹ em ơi. Tôi thật ra có một bố mẹ em tất cả ở tên xin tôi sao. Dạ vâng, và cũng là trong ngày vui, ngày trồng lại ngày hôm nay thì những người làm chú, làm cô, làm anh, làm chị cũng đã dành dùm được, tích góp được những phần quà hết sức là ý nghĩa, hết sức là tuyệt vời để gửi tặng đến hai cháu cũng như là hai em của mình trong ngày vui, ngày trồng lại ngày hôm nay. Và một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu để cùng thưởng thức và chiêm ngưỡng các phần quà đến từ gia đình anh chị Diệp Thanh ạ. Gia đình cô chú Thị Na ạ sẽ có được những món quà hết sức là ý nghĩa để gửi tặng đến hai em của mình cũng như là hai cháu của mình trong ngày vui, ngày trong ai ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình cô chú Thị Na ạ, gia đình cô chú Thuận Phương, gia đình cô chú Thảo Như ạ. Chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để trao những phần quà hết sức là tuyệt vời, hết sức là ý nghĩa để gửi tặng đến hai cháu của mình trong ngày vui, ngày trọng đại ngày hôm nay đi ạ. Chất trọng kính mời. Thầy quý vị thân mến, quả đúng sân đa, ngày vui thì món quà tuy nhỏ đúng không ạ? À? Nhưng mà tấm lòng sáng tỏ trời cao, thay cho những lời chúc ngọt ngào, mang cho dâu sể đời đời hạnh phúc, mang cho cuộc sống sung túc, sống an vui phát triển tương lai, để rồi cuộc sống ngày mai luôn vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Xin được trân
chào kính mời lên sân khấu gia đình cô chú Thuận Phương, gia đình cô chú Thảo Như ạ, sẽ di chuyển lên sân khấu đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, xin được thay mặt cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn những tình cảm hết sức là cao quý, hết sức là tuyệt vời, những món quà tới đầy yêu thương của gia đình anh chị Điệp Anh, gia đình cô chú Thìn Hân, gia đình cô chú Thuận Phương, gia đình cô chú Thảo Như ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Toàn thể quý vị trân trọng và kính mến và đúng xuân đa. Hôm nay con lỡ thừa chồng chúc quà kỳ vật, chúc cho tơ hồng thành đôi, chúc quà kỳ vật mà thôi, mang cho rau sể đời đời an khang. Vâng, những chàng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng nào quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngay sau đây chương trình thì xin mời hai em sẽ tiến về phía bàn tiệc rượu của ban tổ chức để cùi rượu sâm panh đi ạ. Xin được trân trọng kính mời hai em. Xin mời anh em sẽ cầm lấy chai rượu của mình đi ạ. Xin mời chú rể sẽ cởi nắp cởi áo bên ngoài của chai rượu sâm panh ạ. Không được cởi áo của mình đâu nha. Cởi áo của mình là chết dở đấy ạ. Cởi áo chai rượu sâm panh đi ạ, bóc vỏ bên ngoài đi ạ. Nắp thật mạnh chú rể ơi. Xong rồi từ từ tháo gỡ cái khóa sắt theo ngược chiều kim đồng hồ ạ. Nắp thật mạnh, dừng chai rượu lên thẳng lên ạ. Không được bắn vào tháp đi đâu nha. Lắc thật mạnh đi ạ, lắc thật mạnh xong rồi cứ tháo khóa sắt theo chiều kim đồng hồ đi ạ. Bật nắp chai rượu, wow, nếu đã bảo là không được bắn vào tháp đi rồi sức nữa thì xin mời anh em sẽ tay trong tay xuất tràn đến tháp đi siêu tình yêu của mình đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng lá xây, nếu em là chén rượu cây, anh xin uống cạn để say suốt đời ạ. Xin mời hai em sẽ rót cao chai rượu của mình lên để bốc để hơi khói nó bốc lên tỏa lên chứng tỏ hạnh phúc cho của hai em đi ạ. Tiếp tục chai rượu thứ hai vẫn thao tác cú chú rể với chú rể ơi, bóc vỏ bọc bên ngoài đi ạ. Mở khóa sắt theo chiều kim đồng hồ đi ạ. Đừng có bắn vào tháp đi của tình của mình nhá. Xin mời em sẽ tiếp tục rót tràn lên tháp đi siêu tình yêu của mình đi ạ. Còn nửa chai thì rót ở chiếc đi nằm ở trên bàn nha em nhá. Nước biết chỉ lấn, lò đoán chúng có thành, lò lành giữa Hà Nội, lò đi rất là tạo mùi, em xin chào. Chất ta là em xin tàng, chất ta tao mới thành mới qua em xin qua tông tao mới bầu. Tất bên lầu xà vần phồng phết, lầu chất vần phồng hồng tầng, phút nó là vòng. Thìa sắc hồi rất sợ thềm ngâu, này tốt em có biết ý lại bàn, nó lửa đơ. Này tốt ta có biết lại mũ quất tầm, biết lại ảo bụi, cái ngả phúc môi nó nhồng. Hàng anh gấp là uẩn nòng hồng, xuống hơn kìm bè nắp bên nơ. Chiếc bà mẹ, chiếc bình đồng hà sừng, vợ chồng bà, lại kìm khẩu đầu hóc bà lúc xỉa na. Đây kiến ba đầu bảo lưng xỉa nằm, kép bắc hóc bảo lưng xỉa hầy, kép cây bảo lưng xỉa huệ. Đây kiến đầy rú đầu hóc bảo lưng xỉa cồng cánh hần, ải êm điềm sùng trùng nhớ cả bà mớ bà mẹ phi đồng ơi. Đây chứng chảnh viền đi, sáng hai em sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu để dâng lên hai đấng sinh thành của mình đi ạ. Cô dâu sẽ mời bố mẹ chồng và chú rể sẽ mời bố mẹ vợ đi ạ. Xin mời hai em. Và sau đây là những ly rượu hiếu thảo xin được dâng lên hai đấng sinh thành của mình.
là kim khẩu bó đúng sẽ chiếm gần anh là kim cành nhớ bà bó đúng sẽ chiếm gần dầm là đúng sẽ cầm bó đúng sẽ tá thóc lằn con tên không có đi phải bằng cùng mẹ em bao lời trở về vị trí ban đầu của mình đi ạ. Vâng, và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta ở phía dưới sân khấu. Chúng ta hãy rót thật đầy ly của mình đi ạ. Và cùng nâng chén về phía sân khấu để chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm tình viên mãn được không ạ? Quý vị ơi! Quý vị ơi! Quý vị đã sẵn sàng rót đầy ly của mình chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng nâng ly về phía sân khấu để chúc mừng thay cho những lời chúc của chúng ta. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn. Bắt đầu nghĩa phu thế đúng không ạ quý vị ơi? Tiếng hô còn bé thế ạ? Quý vị ơi! Còn bé quá. Thêm một lần nữa được không ạ? Quý vị ơi! Vâng, wow. Đến sức là tuyệt vời đó. Bắt đầu nghĩa phu thế bằng tiếng hô to của mình nhé quý vị ơi! Cục chính nguyên hô vào nói bao giờ được không ạ? Bắt đầu nha! 1, 2, 3, 6! 2, 3, 6! Chúc mừng của mẹ ông cần học cần thân bình yên xin chúc mừng sự sinh tồn của mẹ ông ơi chúc mừng của mẹ đồ tàu là đâu học từ đời sự sinh tồn về cụ sự kiếm ở dài cần tàu phùng mình bên cần tàu phùng lắm nát đồ nơ sao sót kiểu sòng sót cấp ấy vừa đấy kiểu vừa đấy bao băng kèm cá kèm tiền rằng các cái cang về nửa nơ cái nơ về cụ đời sòng buồn đi này nhìn ra sòn đó nơ của mẹ đồ nơ cầu chúc cho mối tình thông gia bạn lại của chúng ta ngày càng kiều xuân thắt chặt hơn ạ. Vâng, chúc cho cô dâu chú rể của chúng ta sớm có con bồng con mang, sang năm thì anh bế con gái, em bồng con trai, để rồi cái mồm cái mắt cái tai giống hệt bố nó chẳng sai tí nào, mà tính tình thì phải cho giống ông hai bên ông bà nội với ông bà ngoại nha hai em nhá. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời hai bên gia đình và cô dâu chú rể chúng ta sẽ trở về từng bàn tiệc rượu để tiếp đón những vị quan khách của chúng ta đi ạ. Xin được trân trọng kính mời